Chiều nay, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Long có buổi tiếp xúc với cử tri hai phường Tân Hòa và Tân Hội để lắng nghe ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối năm 2024. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp thông tin đến cử tri về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các lần tiếp xúc trước và thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri bày tỏ phấn khởi với việc quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri và thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm. Dịp này, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp và hệ thống thoát nước chống ngập để khắc phục tình trạng ngập cục bộ trong các đợt triều cường. Cử tri cũng kiến nghị về tình trạng đi ngược chiều tại đoạn giao giữa cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2 gây mất an toàn giao thông. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri và làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời thông tin đến cử tri tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2024 và Festival Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long sẽ được tổ chức vào tháng 11. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, tích cực mời gọi đầu tư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh và mong muốn cử tri tiếp tục chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, trong sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Vĩnh Long cũng đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri phường 8. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị như ngành điện cần sớm di dời các trụ điện cũ không sử dụng trên đường Đinh Tiên Hoàng vì đã có trụ điện mới nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị. Tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vẫn còn tiếp diễn do đơn vị không đấu thầu được thuốc, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế. Ngành chức năng cần rà soát nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn phường để hạn chế tình trạng ngập úng khi mưa và triều cường dâng cao. Những ý kiến đóng góp của cử tri đều được các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp và chính quyền địa phương giải đáp và ghi nhận để phản ảnh đến các ngành chức năng sớm giải quyết. Tại huyện Vũng Liêm, sáng nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri của hai xã Trung Ngãi và Trung Nghĩa. Bày tỏ sự đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước, cử tri các địa phương đề nghị cơ quan chức năng cần sớm đầu tư duy tu, sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông bị xuống cấp để tạo thuận lợi cho người dân lưu thông. Đầu tư nâng cấp các tuyến đê bao bờ dùng bị sạt lở để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Cử tri cũng phản ánh việc cấp giấy quyền sử dụng đất còn chậm và yêu cầu cơ quan chức năng khi nhận đủ thủ tục cần có quy định thời gian giải quyết. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân trả lời tại buổi tiếp xúc cũng được ghi nhận để trình bày tại kỳ họp cuối năm. Tại huyện Trà Ôn, hôm nay đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp cũng đã tiếp xúc với cử tri hai xã Phú Thành và Lục Sĩ Thành để thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện và ghi nhận giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp nhiều nội dung như sớm sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp, ngập nước khi mưa và triều cường, cần nạo vét các kênh mương bị bồi lắng, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất dân sinh. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh việc vay vốn ngân hàng để có thế chấp quyền sử dụng đất, nhưng vẫn yêu cầu người vay mua bảo hiểm gây khó khăn cho người vay. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp giải trình thỏa đáng. Những ý kiến vượt thẩm quyền được ghi nhận chuyển cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết theo luật định.